VLANTV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ở ngã ba đường Tân Kỳ, Tân Quý và đường Mã Lò. Quẹo phải là con đường Mã Lò, quẹo trái là đường Tân Kỳ, Tân Quý. Sau lưng chúng ta là cầu Tân Kỳ, Tân Quý hướng ra quốc lộ 1, ngã tư Gò Mây. Và chiều hôm nay VLANTV mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một dọc theo con đường Mã Lò, thì qua Lê Văn Quế tới ngã tư Bốn Xã để xem khu vực này ngày nay ra sao. Con đường này VLANTV cũng ít có dịp đi tới đây. Hôm nay là ngày cuối tuần, VLANTV mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở đây. Đây là con đường Mã Lò, đây phía bên phải là khu doanh trại quân đội. Không biết ngày xưa là như thế nào ha, mà VLANTV tìm hiểu con đường Mã Lò ngày xưa thì không có thông tin. Ở đây thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Thôi thì không có thông tin ngày xưa thì mình cứ đi cập nhật những hình ảnh mới nhất ngày nay để cô chú anh chị có thể thấy được khu Mã Lò ngày nay. Nếu mà ngày xưa của quý anh chị có thời gian sinh sống ở đây, ngày nay chúng ta thấy được sự thay đổi như thế nào ha. Đối với con đường này thì bên anh chị thấy nhà hai bên đường thì không có nhiều nhà cao tầng, đất thì rất là rộng ha. Giờ này là khoảng 3 giờ chiều. Chúng ta đi hướng này là về trung tâm Sài Gòn. Con đường này có mấy quán, mấy tiệm hớt tóc, kiểu như hớt tóc nữ, kiểu có dịch vụ hớt tóc á, nói chung là hớt tóc vui vẻ đó. Nhà này sao đóng cửa nhiều vậy ta, nhà kho rồi nhà xưởng rồi quá trời. Phố xá đây thì hơi bụi. Ở đây có mấy vựa cây rồi. Vựa ve chai, vựa máy móc xe cơ giới. Còn bên phải còn căn nhà giống như nhà ba ngói Ba Giang ngày xưa chứ quê vậy đó. Khu này ngày xưa chắc là đất đai rộng rãi, không có nhiều nhà như bây giờ. Ở bên tôi nhìn thấy có những ngôi nhà xưa kiểu như còn cái sân luôn á. Sau này dân cư đông đúc rồi mới cắt đất ra để xây nhà. Sài Gòn hôm nay thì không có nắng lắm, thích hợp để đi lòng vòng phố xá. Đi cái thời tiết này thì rất là khỏe ha, không có bị nóng, chỉ có hơi bụi ngoài đường, hơi bụi thôi. Đặc biệt ở đây có công trình đường Tân Kỳ, Tân Quý dữ dội. Hôm nay là những ngày cuối tháng 11, sắp tới Noel nữa ha, thời gian trôi qua lẹ ghê. Tháng sau là Noel rồi. Xong cái tới Tết Tây xong rồi lại Tết Ta, kết thúc một năm. Đi con đường này chút xíu nữa sẽ có ngã ba để
chúng ta quẹo ngã ba Lê Văn Quế để mình sẽ quẹo vô khu ngã tư bốn xã. Hồi xưa ở đây chắc có nhiều lò ngựa hả, lò huấn luyện ngựa hay là lò nuôi ngựa, mã lò. Ở Tân Định thì có mã lộ. Con đường này có nhiều vựa ve chai ghê á. Chúng ta quẹo trái con đường Lê Văn Quế nha. Ở khu Tân Phú này thì buổi chiều có cái món gà nướng, cá lóc nướng, rồi đầu heo nướng, má heo nướng quá trời mà. Con đường Lê Văn Quế này sẽ đi thẳng tới khu chợ chỗ ngã tư bốn xã. Đi con đường này rộng rãi ha, mát mẻ. Đi cái hướng này thì không có bị ngược sáng. Ông Linh TV sẽ chạy chậm chậm để anh chị và các bạn xem hình ảnh này cho nó rõ. Trước Linh TV cũng có đi ở khu vực này, cũng có nhiều của chú anh chị yêu cầu thăm lại con đường Lê Văn Quế, khu Gò Xoài rồi đó. Ở đây tới quận 12 thì gần, từ trung tâm Sài Gòn mà tới quận 12 thì hơi xa. Bán quần jean trên chiếc xe bán tải. Ngày nay việc kinh doanh trên xe cũng được nhiều người ưa chuộng, tại nó đỡ cái chi phí mặt bằng. Ví dụ nhà có xe thì thôi tận dụng cái xe làm cái gian hàng luôn. Có người bán trái cây, có người thì bán cá, có người thì bán quần áo, có người thì hớt tóc. Con đường này nói chung là ở khu vực Tân Phú thì không biết từ lúc nào mà trở nên ưa chuộng những món ăn dân dã. Dân dã đây là những món nướng, gà nướng, cá nướng, vịt nướng, má heo nướng, những món đơn giản, không có cầu kỳ, không có đắt tiền, gọi là dân dã. Tại mấy bữa cũng có cô chú anh chị hỏi dân dã là gì. Cuộc sống ở đây thì có vẻ cũng nhẹ nhàng, phố xá thì không có đông đúc, nhà cửa thì rộng rãi ha. Ở trong những khu xóm hẻm không biết có bị ngập hay không thôi. Ở khu này Lâm Tây cũng ít có dịp đi tới đây, nên là những lúc mưa, lúc ngập thì không biết như thế nào. Mà cái hạ tầng ở đây thì cũng tương đối là ổn, nhưng mà ở đây hơi nắng chút xíu. Ở đây đi tới Đầm Sen thì cũng gần, mà Đầm Sen thì cũng phù hợp cho các bạn nhỏ nè. Ở đây người ta chuẩn bị dọn hàng ra bán quần áo về đêm, gà nướng, nước mắm nhỉ, đủ các loại. Đây là giao lộ Bình Trị Đông. Đây đi ngang qua khu chợ trong hẻm 264.
sành 5.000 một ký. Đường này bán nhiều đặc sản ghê. Ở đây có Valentine trung tâm một ngày tiệc cưới hả? Giò heo giả cầy. Không biết giò heo giả cầy ăn ngon không ta? Để mình lên tôi đi thử, ghé thử. Cái món này cũng ngộ ngộ nè. Giả cầy đặc biệt thơm ngon. Cái này bán sao vậy em? Hả? Món hả? 120.000 một ký hả? À, bán anh nửa ký đi. Nửa ký. Làm sẵn rồi phải không? Về hâm là ăn thôi phải không? Về hâm là ăn thôi phải không? Cho anh quay cái được không? Được. Cái món này ngộ ngộ vậy? Cái này là đặc sản của miền nào vậy? Miền Bắc. Miền Bắc hả? Cái này nấu nó gồm có gì? Cái vị nó làm sao? Em nấu hay là người nhà nấu? Bồ em nấu. Bồ nấu? Bồ. Bố nấu hả? Vâng. À. Nửa ký cũng nhiều quá hả? Này là móng heo hả? Giò heo. Và này ăn với bánh mì hả? Đi nghe thấy lạ lạ. 120.000 ký thôi. À. À, vậy nào mà muốn thử món này thì ở đây. À, đặt hàng ở đây là số điện thoại 0347915486. Không biết địa chỉ như là cái nhà này như là để trống. Họ có bánh mì luôn hả? À, đầy đủ luôn hả? Còn bao nhiêu hết? Bao nhiêu tiền? 60. Họ bánh mì luôn là có 60 thôi. Trời. Quê em đâu lận? Quê em Nghệ An. Nghệ An hả? Là món này là từ Nghệ An á hả? Vâng. Bán buổi chiều không hả? Bán buổi chiều không hả? Vâng. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. À, thành phần món này Lâm Tư Vi nghe mùi thì thấy là có xả, có mẻ rồi đó. À, nhưng mà biết mùi vị có ngon hay không. À, ngay đây là nhà, cái địa chỉ là 200 300, số nhỏ dành theo không rõ nè, 399 hả? À, đối diện với cái bên kia là 316, đối diện với 316 Lê Văn Quế. Cái địa điểm cũng gần chợ. Món này đối với nhiều cô chú anh chị thì chắc là đã
đã từng thưởng thức. Ở Lâm TV thì ít 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 biết cái món này lắm. Món này tôi nghĩ chắc cũng dễ làm, chi phí cũng không có cao, bởi vì móng heo, giò heo thì nó rẻ, chỉ có cái công làm thôi, với kỹ thuật nấu thôi. Bán một phần như vậy thì cũng có 120.000 thôi, nửa ký thì gia đình hai chồng hai đứa con là chắc là ăn đủ luôn á, 60.000 thôi, kèm theo hai ổ bánh mì. Buổi chiều đi con đường này cũng vui á, nhiều món ăn đây chứ, nhiều cái để lựa chọn. Ở Sài Gòn thì rất là nhiều quán ăn, nên ra việc tìm món ăn cũng không có khó. Ra cửa cái là bên phải, bên trái, trước mặt đầy hết trơn. Chỉ có điều là món nào hợp khẩu vị thôi, chọn món nào hợp khẩu vị là được. Tới đây náo nhiệt ha, quán xá quá trời rồi đó, nhạc ầm ầm. Bên trái có miếu bà Bình Đông, gà hấp mía rồi xưởng, cà phê muối. Ồ, quá xá luôn. Rồi, đi con đường này ngập trời. Không biết con đường này trong ký ức của nhiều của chú anh chị ở đây nó như thế nào ha. Nhưng ngày nay mình lên TV thấy ở đây rất là đông đúc, rộng rãi, mặt bằng đẹp, nhà đẹp. Thì không biết về đêm thì như thế nào đó, chứ ban ngày thì thấy cũng sơm tụ á. Rồi tới khúc này là đặc sản khác rồi, hệ thịt cầy rồi. Đó, có những gian hàng người ta bán thịt tươi về chế biến. Lên TV xưa giờ không có mua. Ở ngay đây là ngã tư bốn xã, bên phải là Hương Lộ 2 nè. Chúng ta sẽ đi thẳng luôn ha, đi thẳng về hướng Hòa Bình, khu Đầm Sen. Chắc là mất phương hướng rồi, hướng này hướng gì đây? Nói ngã tư thôi chứ đây có nhiều ngã lắm. Đây là giao lộ Thôi Ngọc Hầu, như là đi thẳng vào kia thì phải á. Chờ bắn xe đã. Chỗ này sau này sẽ thành cái bùng binh, nhưng mà cái việc quy hoạch thành bùng binh thì vẫn chưa có khởi công. Ở đây là đường Hòa Bình đúng rồi, đi hướng này. Lâu lâu đi hướng khác cũng dễ bị mất phương hướng lắm. Giờ trên đường về ghé chỗ nào có bán bánh cam mua cho bạn đồng nhỏ một cái nữa. Tự nhiên bạn đồng nhỏ thích bánh cam, giống như Blin TV hồi nhỏ mẹ đi chợ hay mua, mỗi ngày đi chợ hay
buổi sáng đó hay mua cái bánh này bánh kia, có bữa thì bánh mì, có bữa thì bánh chuối chiên, có bữa thì bánh cam, bánh còng. Rồi những ngày nghỉ học thì ở nhà mẹ hay làm các loại bánh như bánh bèo, bánh đúc, bánh da lợn, rồi bánh bánh cam, bánh ú. Cái quy trình làm bánh ở nhà nó nhiều công đoạn lắm. Ngày trước đó là không có như bây giờ, thời Vlam TV là phải cái gì cũng làm bánh, nào cũng bắt đầu từ việc ngâm gạo, gạo ngâm nước khoảng chừng vài tiếng, sau đó tới việc công đoạn xay bột, xay bằng tay cái cối đá đó, để có một cái bánh ăn là cũng phải mấy tiếng á. Nên khi nào rảnh thì mẹ mới làm, ngâm gạo rồi xay bột. Ví dụ như muốn trưa làm bánh thì sáng phải ngâm gạo, thì trưa đi học về rồi xay bột, rồi ủ bột rồi cho nó dắt hết nước rồi mới làm gì làm. Nhiều cái công đoạn mới xong được một cái thành phẩm, một cái món bánh ký ức một thời. Ở đây là giao lộ Tô Hiệu. Ở đây những con đường nhỏ nhỏ nó thông nhau hết trơn à. Ở đây mà không nhắm được phương hướng là dễ đi đi xa lắm. Nhất là đi bằng phương tiện xe hơi á. Đi xe hơi là quay đầu khó với những con đường nhỏ đó. Đi một đoạn nữa là tới Đầm Sen. Ở đó ngày nay cũng rất nhiều sự thay đổi, tức là cái hẻm 243 Lạc Long Quân, với những cái hạ tầng xung quanh khu Đầm Sen, đường mới, đường đẹp hết trơn. Rồi thôi, chắc cái clip hôm nay cũng khá dài rồi. Bài này là vòng ở Tân Phú, chia sẻ đến tất cả quý anh chị. Vlam TV cũng mang chút hình ảnh gì đó của Tân Phú đến với anh chị và các bạn. Nhân đây xin kính chúc tất cả bà con chú anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.